Ai cũng có một thời thanh xuân và tôi tin rằng dàn karaoke cũng thế. Sau một thời gian dài sử dụng, dàn karaoke chắc chắn không còn đúng chất như lúc mới mua về. Âm thanh không đủ mạnh hay tiếng bass không còn sâu. Thế nhưng bỏ một số tiền khá lớn ra để tậu một dàn karaoke mới tuân thì không có gì là sai, nhưng thực sự rất là lãng phí khi mà chúng ta còn có cách khắc phục được tình trạng này. Vậy đâu là cách hồi xuân cho dàn karaoke của bạn? Video lần này sẽ là câu trả lời. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm. Theo các chuyên gia âm thanh VDI cho hay, nếu gia đình bạn đang sở hữu một phòng hát karaoke có diện tích hơn 20m² mà bạn chỉ dùng 2 cặp loa thôi thì không thể nào mang lại cho bạn được âm thanh như ý. Giải pháp là bạn cần bổ sung thêm loa súp để dàn karaoke của bạn cho âm thanh tương tự quán karaoke nổi tiếng ở Sài Gòn. Chiếc loa súp mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay thuộc hãng BS Audio, có tên 112SA. Đây là chiếc loa súp cao cấp được nhiều khách hàng sủng ái, không chỉ công năng tuyệt vời của nó mà giá cả cũng vừa trong tầm tay. Trước tiên, chúng ta không thể không điểm qua ngoại hình đầy ấn tượng của loa súp BS Audio 112SA. Như các bạn đang thấy, thiết kế của chiếc súp này cực kỳ đơn giản nhưng lại đầy đủ cổng kết nối và các nút canh chỉnh. Với thiết kế đơn giản và nhỏ gọn như thế này thì việc di chuyển và lắp đặt cũng vô cùng dễ dàng. Với tông màu nâu đỏ, vân gỗ đẹp mắt, BF Audio 112SA dễ dàng phối hợp với các vật dụng nội thất của gia đình bạn, giúp không gian phòng hát trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Mặt sau của BF Audio 112SA được thiết kế với đầy đủ các cổng kết nối và nút canh chỉnh cần thiết, giúp bạn dễ dàng lắp đặt với các thiết bị và canh chỉnh mức âm theo đúng mong muốn của mình. Còn nói đến tiếng bass của chiếc loa súp cao cấp này, có lẽ phải dùng cụm từ đầy nội lực mới có thể diễn tả được chất bass làm rụng rời người nghe của chiếc BF Audio 112SA này. BF Audio 112SA được đánh giá tạo âm bass tốt nhất so với loa cùng tầm giá. Tiếng bass dày và sâu, âm các nhạc cụ như trống, guitar, bass nghe rất mạnh mẽ, sắc và dứt khoát, nhưng hay mượt, không tạo cho bạn cảm giác tức ngực hay ngợp âm. Chính vì vậy, bạn có thể chơi nhiều thể loại khác nhau với chất âm như ý, đặc biệt chơi cực hay nhạc đen, nhạc remix. Mặt loa BF Audio được cấu tạo thêm một lớp xốp ở ngoài, có công dụng giúp tiếng ra loa được mềm mại, không bị tức và ồn. Nếu như việc khắc phục mọi điểm yếu của âm thanh đối với những chiếc loa cùng tầm giá khác là điều vô cùng khó khăn, thì đối với BF Audio 112SA lại là điều hoàn toàn dễ dàng với tính năng xử lý âm thanh nhạy, chính xác. Cụ thể, BF Audio 112SA xử lý nhạy bén, tái tạo âm trầm ở tất cả các loại âm thanh, khắc phục mọi điểm yếu ở dải âm trầm mà loa thông thường bạn đang sử dụng không thể tải được, tạo sự cân bằng lý tưởng giữa âm chặt chẽ và âm sâu lắng, khuếch đại âm thanh chính xác ở tất cả các mức âm lượng, xử lý tín hiệu nhận được một cách nhanh chóng, trơn tru. Với dải âm trầm từ 40Hz đến 250Hz, cho phép BF Audio 112SA hoạt động nhịp nhàng với âm ly và loa, cho bạn âm chuẩn như quán karaoke. So với chiếc loa súp cùng tầm giá, tại sao bạn lại chọn BF Audio 112SA? 1. BF Audio 112SA là chiếc loa đến từ thương hiệu nổi tiếng BF Audio, được nhiều quán karaoke VIP ở Sài Gòn lựa chọn. 2. Tái tạo tiếng bass tốt nhất cho mọi loại nhạc. 3. BF Audio 112SA nổi bật hơn súp khác vì khả năng phối hợp tốt với mọi âm ly và loa khác. 4. Tiêu thụ điện năng thấp, chỉ 0,2 kW/h. 5. Súp BF Audio 112SA chỉ có giá 6.500.000 đồng và bảo hành chính hãng 1 năm. Không phải ngẫu nhiên mà chiếc loa súp này mang sứ mệnh hồi xuân cho dàn karaoke gia đình bạn, mà chính bản thân nó đã thuyết phục được hàng ngàn khách hàng khó tính để có được lòng tin từ lúc ra đời cho đến ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang băn khoăn không biết làm cách nào để làm cho dàn âm thanh của mình mượt mà như mới, thì loa súp BF Audio 112SA là câu trả lời cho bạn. Từ hôm nay, để mua sắm với giá khuyến mãi và nhận ưu đãi vàng, tặng dịch vụ canh chỉnh âm thanh tại nhà giá 500.000 đồng, tặng bí quyết canh chỉnh âm ly trị giá 300.000 đồng, tặng dây AV xịn giá 300.000 đồng, tặng voucher mua hàng tại VDI cho lần mua hàng tiếp theo.
Và các khán giả của Vidia ơi, đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của Vidia nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Dán ngay hệ thống serum Vidia để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.